Từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ, bà con nông dân và các cơ sở sản xuất đã triển khai áp dụng mô hình chăn nuôi trồng trọt khép kín. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả, khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trang trại tổng hợp của gia đình anh Lê Mạnh Cường ở xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy có diện tích 20 ha. Để phát triển mô hình chăn nuôi khép kín, anh đã quy hoạch diện tích này thành nhiều phân khu, trong đó khu vực chuồng nuôi lợn nái rộng hơn 2.000m2. Tại đây, anh áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Từ khâu chăm sóc con giống, xử lý chất thải đều được thực hiện đúng quy trình để con giống cung cấp ra thị trường đảm bảo chất lượng. Tại phân khu trồng trọt, anh Cường cho trồng các loại cây gỗ lớn và cây ăn quả như mít, ổi, na, vú sữa, trà là. Tận dụng nguồn chất thải đã được xử lý tại khu vực chăn nuôi làm phân bón hữu cơ nên các loại cây sinh trưởng phát triển tốt. Tương lai không xa thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là ấy, mô hình này sẽ là một trong những cái mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp kết hợp với cả du lịch sinh thái trải nghiệm. Bình quân mỗi năm, mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn kết hợp chăn nuôi trồng trọt khép kín của gia đình Anh Cường cho thu nhập khoảng 30 tỷ đồng tạo việc làm cho 20 lao động với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, anh tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, đón người dân và du khách đến trải nghiệm. Khi kết hợp được với phát triển du lịch thì nó mang lại thêm cái nguồn thu và nó đảm bảo về lâu dài. Được. Nếu mà mình đi thì hướng theo hướng phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, nó mang lại cái bền vững về sau thay đổi nếp nghĩ cách làm và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật là hướng đi hiệu quả mà những người nông dân thời công nghệ như anh lê mạnh cường hướng đến hướng đi này đã nhận được sự đồng hành khuyến khích của ngành nông nghiệp tỉnh phú thọ và chính quyền địa phương từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí sản xuất bảo vệ môi trường hướng tới nền nông nghiệp bền vững